Chào mừng tất cả mọi người đã trở lại với series Anthony Academy. Lại là Henry đây. Và trong những video trước của series này thì Henry đã giới thiệu cho các bạn thế nào là về gameplay nè, về team phát triển game, nhà phát triển game là team dev, hay là những backer là những nhà đầu tư, những quỹ hỗ trợ cho những dự án từ ngay những ngày đầu tiên, và cũng như là community là cộng đồng người chơi của một dự án GameFi. Vậy thì trong video lần này Henry sẽ giới thiệu cho các bạn một yếu tố cũng quan trọng không kém, hay còn gọi là yếu tố được quan tâm nhiều nhất về một dự án GameFi. Mình tin chắc rằng là đa số các bạn đang xem video ở đây đều đã một lần bắt gặp được thuật ngữ tên là Tokenomics. Vậy thì Tokenomics là gì? Và vai trò của nó quan trọng như thế nào trong một dự án GameFi? Trong những video tiếp theo, Henry sẽ cùng với các bạn tìm hiểu về Tokenomics. Và cùng nhau bắt đầu thôi! Đầu tiên, Tokenomics là gì? Tokenomics là một thuật ngữ được ghép từ hai từ là token, tiền mã hóa, và economic là kinh tế học. Tokenomics sẽ đề cập đến tất cả các vấn đề quyết định đến nền kinh tế của tiền mã hóa, về cách mà chúng được xây dựng và áp dụng vào mô hình hoạt động của bất kỳ một dự án nào. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi vào xem các thành phần và yếu tố của một Tokenomics là gì nhé. Đầu tiên sẽ là coin hoặc là token supply, là nguồn cung của coin và token. Thì ở đây nó sẽ gồm có 3 dạng. Đầu tiên nó sẽ là total supply, là tổng cung. Tiếp theo là circulating supply, là cung lưu thông. Và cái thứ ba là max supply, là cung tối đa. Ok, bây giờ chúng ta đi vào cái đầu nhé. Là total supply là tổng cung. Thì các bạn có thể hiểu rằng tổng cung này sẽ bao gồm những lượng coin, những lượng token đang được lưu hành và đang bị khóa. Và tất nhiên là phải trừ đi những lượng coin đã được burn, đã được đốt đi từ trước đó. Thì trong cái tổng cung này nó sẽ gồm có hai dạng nữa, đó là tổng cung cố định và tổng cung không cố định. Tổng cung cố định là số lượng coin và token được định sẵn ban đầu và không thể thay đổi. Ví dụ như là tổng cung của Bitcoin là 21 triệu BTC, tổng cung của Uniswap là 1 tỷ UNI, vân vân. Còn tổng cung không cố định là số lượng coin và token có thể thay đổi tùy vào hoạt động của dự án và được chia thành các nhóm như sau. Là tổng cung tăng dần do được mining ra thêm. Ví dụ như là số lượng ETH trên thị trường sẽ phụ thuộc vào hoạt động hiệu suất của mạng lưới Ethereum. Hoặc là tổng cung giảm dần do bị burn. Ví dụ như là Binance Coin có tổng cung ban đầu là 200 triệu BNB và được burn dần còn 100 triệu BNB. Và tổng cung thay đổi liên tục do cơ chế issue burn. Ví dụ như là chủ yếu là các stable coin như USDT, USDC, DAI, VAI, v.v. Và theo quan điểm cá nhân của Henry thì những dự án GameFi mà có lượng tổng cung cố định nó sẽ giúp phần nào giảm được nguy cơ lạm phát của dự án. Tiếp theo là circulating supply. Đây là nói về lượng token, lượng coin đang được lưu thông trong thị trường. Và cuối cùng là max supply, là cung tối đa. Các bạn có thể hiểu cái này một cách đơn giản là đây sẽ là số lượng coin hoặc là token mà tối đa dự án có thể cung cấp ra thị trường, tối đa mà nó có thể sẽ tồn tại, bao gồm luôn cả những lượng coin sẽ khai thác hoặc là sẽ có sẵn ở trong tương lai. Và bây giờ thì mình sẽ chỉ cho các bạn cách đọc vị của các loại token supply này qua ba ví dụ là ETH, PancakeSwap và Near dưới đây. Ethereum là token không có tổng cung, nghĩa là no max supply, và sẽ được mine ra thêm khi có nhu cầu sử dụng của mạng lưới. Và sau khi được mine ra thì ETH sẽ được lưu thông và không bị khóa bởi bất kỳ một tổ chức nào. Cho nên circulating supply của nó sẽ bằng với lại total supply, có nghĩa là lượng cung lưu thông sẽ bằng với lại tổng cung. Tiếp theo là Cake. PancakeSwap được thiết kế với số lượng lớn nhất là 750 triệu Cake. Đây là max supply, đây là cung tối đa. Thì ở thời điểm hiện tại trong ví dụ thì số Cake có thể đạt được cao nhất là 323.051.305 Cake. Đây là total supply, đây là tổng cung. Tuy nhiên, số lượng lưu hành thực tế chỉ có hơn 164 triệu Cake mà thôi, là circulating supply. Near, token supply của Near protocol là loại cơ bản nhất và thường gặp nhất, khi mà tổng cung và số lượng được thiết kế ban đầu của nó sẽ bằng nhau, là max supply bằng với total supply là 1 tỷ Near. Và hiện tại thì circulating supply, có nghĩa là cung lưu thông của nó, hiện tại đang đạt trong ví dụ này là 765.923.268 Near. Thành phần tiếp theo của một tokenomics mà Henry muốn giới thiệu đến các bạn đó chính là Market Cap và Fully Diluted Valuation, FDV. Market Cap là viết tắt của Market Capitalization. Đây là vốn hóa của một dự án được tính bởi tổng số lượng token đang được lưu thông trong thị trường. Các bạn sẽ có thể tính được nó với lại công thức như sau. Market Cap sẽ bằng Circulating Supply, là cung lưu thông, nhân với lại Token Price là thị giá, thì các bạn sẽ tính được là Market Cap. Còn Fully Diluted Valuation, FDV,
Đây là vốn hóa của dự án được tính không chỉ dựa trên số lượng token đang được lưu thông mà còn tính được thêm là những token sẽ được khai thác trong tương lai, những token đang bị khóa luôn. Thì nó sẽ liên quan đến yếu tố hồi nãy Henry có nói, đó chính là total supply, là tổng cung. Thì FDV sẽ được tính với lại công thức là FDV bằng với lại token price, là thị giá, là giá của token, nhân với lại tổng cung là total supply, các bạn sẽ tính được FDV. Thành phần tiếp theo mà Henry muốn giới thiệu đến các bạn ở trong tokenomics đó chính là governance token, hay còn gọi là token quản trị. Thì như các bạn có thể thấy là trong các công ty hay các tập đoàn thì những người đưa ra quyết định quan trọng của công ty là sẽ là ban lãnh đạo, sẽ là BOD, những người nắm rất là nhiều cổ phần của công ty, đúng không ạ? Thì ở trong crypto, governance token đóng vai trò giống như là những cổ phần đó vậy, và nó sẽ được dùng để đưa ra khi mà có những quyết định quan trọng, những quyết định ảnh hưởng đến sự phát triển, những chiến lược của công ty được đem ra và cần biểu quyết. Và điều này giúp làm rõ hơn cơ chế decentralized của crypto, phi tập trung, mọi người đều có thể biểu quyết. Tuy nhiên, hiện tại ở trên thị trường đang có hơn 19.000 loại coin và token khác nhau, và không phải loại token nào, loại coin nào cũng được hoạt động dựa trên cơ chế là decentralized. Và sau đây thì Henry xin phép được chia ra làm 3 loại, đó chính là đầu tiên là centralized, là tập trung, tiếp theo là decentralized, là phi tập trung, và cái cuối cùng là từ centralized và bây giờ chuyển thành decentralized. Decentralized, phi tập trung, là những coin và token có cơ chế quản trị hoàn toàn do cộng đồng quyết định và không bị áp lực quản trị bởi bất kỳ một tổ chức nào. Ví dụ cụ thể ở đây sẽ là Bitcoin, Ethereum. Tiếp theo là centralized, là tập trung, là những coin và token có cơ chế quản trị do một tổ chức đứng đầu quyết định. Họ có quyền tác động lên tính chất của coin và token đó. Thường đây là những dự án được full backed stablecoin như là Tether, USDT á các bạn. Cuối cùng là từ centralized và bây giờ được chuyển thành decentralized. Thì ngoài những cái coin và token được xây dựng ban đầu với cơ chế quản trị là centralized, thì sau đó nó đã dần dần được phân quyền cho cộng đồng. Một ví dụ cụ thể ở đây là Binance Coin, khi mà ban đầu được quản trị hoàn toàn 100% bởi Binance. Tuy nhiên sau một khoảng thời gian ra mắt Binance Smart Chain và chương trình Validator Spotlight, thì Binance đã dần dần phi tập trung hóa mạng lưới BSC và BNB token cho người dùng kiểm soát. Và thành phần tiếp theo mà Henry muốn giới thiệu đến các bạn ở trong tokenomics đó chính là token allocation. Vì sao các bạn lại phải biết đến yếu tố này? Bởi vì trước khi các bạn đầu tư vào bất kỳ một token của một dự án nào, thì token allocation sẽ giúp cho các bạn biết được rằng là tỷ lệ phân bổ token của dự án này nó sẽ được diễn ra như thế nào. Ví dụ như là bao nhiêu phần trăm sẽ dành cho team dev, bao nhiêu phần trăm sẽ dành cho những backer, những người hỗ trợ các quỹ đầu tư, và bao nhiêu phần trăm sẽ dành cho cộng đồng. Cái việc phân bổ bao nhiêu phần trăm thì nó sẽ tùy thuộc vào mục đích của dự án, của team như thế nào. Và cái mà chúng ta cần biết rằng là liệu những cái con số này, những cái phần trăm phân bổ này với cái mục đích như trên thì nó có phù hợp hay không. Nếu mà phù hợp lý thì chúng ta sẽ vào, còn không thì chúng ta cần phải xem xét lại. Ok ha. Và cơ bản thì số lượng token của một dự án GameFi nó sẽ được phân bổ cho các thành phần như sau. Đầu tiên chắc chắn sẽ là pool reward. Các bạn chơi game, các bạn chơi GameFi là các bạn mong muốn sẽ nhận được token của game được thưởng để mà có thể đem ra thị trường bán và kiếm tiền, đúng không ạ? Thì pool reward này nó sẽ chính là số lượng token mà game sẽ thưởng cho các hoạt động mà các bạn chơi. Ok chưa? Vậy thì nếu như mà pool reward mà có một số lượng phân bổ lớn thì điều này có nghĩa là nhà phát hành game, team phát triển game muốn cho các bạn có được nhiều quyền lợi khi mà chơi game. Tuy nhiên, nó có một cái mặt khác là khi mà pool reward nằm vào tình trạng quá lớn thì điều này sẽ rất dễ gây ra một tình trạng là khi các người chơi họ nhận được thưởng rồi, họ rất dễ đem lên thị trường và bán. Điều này sẽ làm cho cái token bị lạm phát và làm cho giá của token bị giảm xuống. Thì đây là một yếu tố không hề tốt một chút nào. Và một cái tỷ lệ mà pool reward phù hợp cho một dự án GameFi thì nó sẽ dao động trong khoảng từ 20 đến 40%. Thành phần tiếp theo sẽ nhận được phân bổ từ token allocation đó chính là team. Team ở đây chính là nói về những nhà phát triển game, những nhà phát triển dự án, trong đó sẽ gồm có các founder, co-founder, developer, những người làm marketing, những người làm cố vấn, advisor cho dự án, vân vân và vân vân. Thì nếu như cái tỷ lệ này phân bổ cho team lại quá thấp thì điều này sẽ làm cho bị giảm động lực của những nhà phát triển game, khiến cho họ mất đi cái năng lượng để mà đi với game lâu dài, gắn bó với game trong một hành trình vài năm hoặc là thậm chí là chục năm, hai chục năm vân vân. Tuy nhiên, nếu như cái tỷ lệ này lại là cao thì điều này sẽ khiến cho cộng đồng cảm thấy bị mất động lực để mà hold token. Bởi vì sao? Bởi vì lúc này thì lượng token đang tập trung vào nhiều ở một cá nhân hoặc là một tổ chức, và khi mà chuyện này diễn ra thì token của dự án nó sẽ rất dễ bị làm giá. Chính vì như vậy cho nên
cái tỷ lệ mà nắm giữ token hợp lý của team ở đây lý tưởng nhất sẽ khoảng 20% tổng cung. Thành phần tiếp theo của token allocation đó chính là Foundation Reserve. Đây là quỹ dự trữ của dự án game, và cái tiền, cái token ở trong quỹ dự trữ này sẽ được dùng để phục vụ cho các hoạt động phát triển game trong tương lai, hoặc là trả thưởng cho những người chơi đầu tiên, hoặc là phát triển những cái tính năng của sản phẩm trong game, vân vân. Ngoài ra nó còn phục vụ cho những cái mục đích ví dụ như là hoạt động marketing cũng có thể, hoặc là những hoạt động buy back and burn, có nghĩa là mua lại token và đốt đi, hoặc là những cái hoạt động đầu tư trong tương lai, future investor, vân vân và vân vân. Và thông thường thì cái tỷ lệ cho quỹ dự trữ này sẽ dao động khoảng từ 20-40% tổng cung. Seed sale, private sale và public sale. Đây là những lượng token được dùng cho các đợt mở bán với mục đích là huy động vốn để phát triển dự án GameFi. Và thông thường thì sẽ gồm có 3 vòng, đó chính là vòng seed sale, vòng private sale và cuối cùng là vòng public sale. Những vòng đầu tiên thì lượng token sẽ được ưu tiên bán cho các quỹ đầu tư, các backer để mà có thể họ hỗ trợ không chỉ về lượng tài chính mà còn là hỗ trợ về tiếng tăm, về mối quan hệ và để phát triển dự án trong tương lai. Và cái thường mà tỷ lệ dành cho những cái đợt private sale này, những đợt seed sale này dao động ok là ở khoảng 15%. Cuối cùng là airdrop và retroactive. Đây sẽ là những lượng token mà dự án dùng để dành tặng cho cộng đồng. Điều này sẽ giúp thu hút những người chơi mới đến với lại dự án. Đồng thời, đây còn là những token dùng để thưởng cho những người chơi đã theo dự án từ rất là lâu, những người support, những người hỗ trợ cho dự án từ những giai đoạn như là testnet, beta, alpha, vân vân và vân vân. Thì cái tỷ trọng này của một dự án thì chiếm rất là nhỏ thôi, đâu đó khoảng từ 1-2%. Nãy giờ thì các bạn cũng đã nhận được rất là nhiều thông tin từ Henry rồi đúng không? Thì Henry nghĩ rằng video đến đây là khá là dài rồi đó, cho nên Henry sẽ dành cái phần tiếp theo của Tokenomics ở trong những video sau nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo của series Anthony Academy. Sau đây sẽ là câu hỏi đố vui mini game dành cho những bạn nào đã xem video của Henry. Mô tả sau đây đang nói về khái niệm nào? Là tổng số lượng token đang lưu thông và đang bị khóa trừ đi số lượng token đã bị đốt đi. Đáp án A, coin token supply. Đáp án B, total supply. Đáp án C, circulating supply. Đáp án D, max supply. Các bạn hãy trả lời bằng cách comment ngay bên dưới video với cú pháp câu trả lời, xếp gạch tên Discord của các bạn, xếp gạch một con số may mắn từ 1-99. Một phần quà trị giá 10 BUSD sẽ dành cho một bạn duy nhất có câu trả lời đúng và có số may mắn gần với số mà Anthony quay ra. Các câu trả lời sẽ được ghi nhận trong vòng 1 ngày kể từ khi video này lên sóng. Kết quả sẽ được công bố trong video tiếp theo của Anthony. Các bạn hãy nhanh tay trả lời và đón chờ kết quả nhé.